Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 12 tháng 10 năm 2021 về việc HD Bank 4 năm liền được vinh danh nơi làm việc tốt nhất châu Á. Tạp chí SA Asia vừa công bố danh sách các doanh nghiệp tại Việt Nam nhận giải thưởng thường niên Best Company to Work for in Asia, nơi làm việc tốt nhất châu Á. Theo khảo sát năm 2021 với tiêu chí đánh giá mức độ gắn kết tổng thể Total Engagement Assessment Model TEAM, HD Bank lần thứ tư liên tiếp được vinh danh giải thưởng danh giá này. Năm nay, các thương hiệu nổi tiếng quốc tế và Việt Nam như Coca-Cola, Unilever, Prudential, Aon, AIA, Deloitte, KPMG, Novaland tiếp tục được chọn vào danh sách trao giải. Riêng HD Bank là ngân hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh 4 năm liên tiếp. Khoảng 30.000 nhân sự từ 581 doanh nghiệp tại Việt Nam đã tham gia khảo sát mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể của nhân viên. Đây là khảo sát độc quyền do tạp chí SA Asia nghiên cứu, cung cấp cho các doanh nghiệp cái nhìn toàn diện về nhu cầu, mong muốn và mức độ gắn kết của nhân viên, từ đó đưa ra những chính sách linh hoạt và phù hợp với từng thời điểm. Theo SA Asia, HD Bank đã gắn kết hơn 7.000 con người là nhân viên, đội ngũ, ban lãnh đạo tại nơi làm việc một cách xuất sắc. Đồng thời có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gia tăng sự gắn kết của nhân viên. SA Asia đánh giá rất cao sự linh hoạt của doanh nghiệp khi phải đối mặt với những trở ngại và bất ổn trong bối cảnh đại dịch, đặc biệt khi tình trạng giãn cách xã hội tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh doanh trên toàn cầu và tại Việt Nam. Theo khảo sát, nhân sự tại HD Bank đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về động lực hướng tới sự cải thiện bản thân, sẵn sàng làm nhiều hơn ngoài trách nhiệm để hỗ trợ các phòng ban khác, đồng thời luôn hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết. Điều này cho thấy sự liên kết tin tưởng chặt chẽ giữa nhân viên với ban lãnh đạo và giá trị phát triển, tăng trưởng của tổ chức, khẳng định văn hóa làm việc dựa trên tinh thần đồng đội tốt. Để thích ứng với làn sóng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, HD Bank đã mau chóng thành lập ban BCP Business Continuity Plan, ban kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh với thành phần là các lãnh đạo chủ chốt, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số đảm bảo xuyên suốt các hoạt động vận hành kinh doanh và kết nối với cán bộ nhân viên. Hướng tới mục tiêu trở thành Happy Digital Bank, ngân hàng số hạnh phúc, HD Bank đã số hóa các hoạt động quản trị nhân sự, giúp kết nối và phát triển nguồn lực con người, ra mắt giải pháp công nghệ PeopleOne, app People HD Bank phục vụ chấm công, khai báo y tế, quản trị thông tin cán bộ nhân viên đầy đủ và dễ dàng, ứng dụng các công cụ Workplace Chat để trao đổi công việc và kết nối thông tin, triển khai e-learning vào công tác đào tạo. HD Bank cũng trở thành nhà tuyển dụng hấp dẫn và hiện đại khi tiên phong áp dụng xu hướng làm việc từ xa, remote working đối với các vị trí thuộc trung tâm chuyển đổi số DTC, khối công nghệ thông tin và ngân hàng điện tử. Theo đó, cán bộ nhân viên không cần đến văn phòng nhưng vẫn được hưởng đầy đủ chế độ như nhân viên thông thường. Ngân hàng cũng thực hiện quy trình làm việc tại nhà và bố trí nghỉ phép luân phiên trên toàn hệ thống, đảm bảo tính kết nối và đồng bộ. Mặt khác, trong thời gian giãn cách, nhiều hoạt động nội bộ chia sẻ, kết nối giữa cán bộ nhân viên và ban lãnh đạo vẫn được tổ chức trực tuyến đều đặn, thu hút sự tham gia của toàn ngân hàng. Chương trình đối thoại CEO Speak Cao, nói thẳng, nói thật với tổng giám đốc, cuộc thi viết HD Bank trong tôi, thi ảnh duyên dáng HD Bank, trình diễn độc tấu guitar cổ điển. HD Bank cũng triển khai các chính sách đặc biệt dành cho cán bộ nhân viên và gia đình là F0, giúp họ mau chóng bình phục, an tâm công tác. Nhiều năm qua, HD Bank luôn duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, áp dụng các chính sách chế độ phúc lợi vượt trội cho cán bộ nhân viên, thưởng vượt năng suất, ưu đãi lãi suất vay, hỗ trợ vay tín chấp, chăm sóc sức khỏe y tế định kỳ, tặng bảo hiểm y tế quốc tế cho nhân viên có thâm niên trên 5 năm. Các khóa đào tạo trong và ngoài nước về kỹ năng mềm, cán bộ nguồn, công nghệ thông tin cũng được tổ chức định kỳ, giúp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự trong thời đại công nghệ và thực hiện các mục tiêu chiến lược mới. Năm 2021 cũng là năm thứ tư giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á do SA Asia bầu chọn được công bố tại Việt Nam. SA Asia là tạp chí dành cho các chuyên gia nhân sự cấp cao với số lượng ấn phẩm ban hành lớn nhất châu Á, giúp cập nhật các thông tin về các ngành nghề và tham khảo các hệ thống quản trị thông minh. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.